Hello, bây giờ chúng mời bác có lời chào khán giả để bắt đầu chương trình. Hôm nay em mình hẹn nhau ở cái con đường bên này cả. Cháu mua trong Phước Long, còn mấy bữa trước mình làm chương trình mình thì thấy họ rất là đông, đúng không ạ?
mà đánh cháu thì không thích xếp hàng, không thích xô bồ, cho dù là ngon hơn tí xíu cháu cũng không quan tâm. Nhưng mà hồi nãy cháu vô, thứ nhất là hôm nay mình thấy tiệm vắng đúng không ạ, mình mới ngừng lại, mình cho cũng xin lỗi tiệm, cảm ơn tiệm. Mấy bé nó trong đó nó thấy cháu khiêng bạc khiêng ghế, cháu reorganize rearrange furniture của họ, đúng là mình không có quyền làm như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có dời cái bàn này đúng bác thì có không có được cái chỗ giống như cháu muốn. Thật ra nhưng mà cháu thấy tiền hôm nay vắng là cháu mới khiêng bàn ghế của họ. Nhưng mà cháu vô cháu rất ngạc nhiên là bên trong rất là đẹp, đúng mà họ cũng có wifi. Trên đường bắt cháu mình đi, cháu có nói với bác không ạ? Cháu thấy cháu rất ngạc nhiên là tại sao mấy cả tháng nay, mấy tuần nay mình làm chương trình trên con đường này mà những cái quán mình vô họ không có wifi. Cháu rất ngạc nhiên là hôm nay thứ nhất là có được cái địa điểm, cái lý tưởng mà cái tiệm cũng rất là đông khách, mà may mắn là hôm nay sức bắn mà cháu thấy là bán cũng rất là giá cả, rất là phải chăng. Nếu không nói là cái có wifi dạ có, thật ra bây giờ cháu đang sử dụng còn cái trang trí rồi, mà
bác sĩ bên Mỹ chuyên khoa về ung thư kính thưa quý vị, mà nói là rất thích uống cà phê pha sẵn của Việt Nam, cà phê gói á. Thật ra đó là bởi vì cháu mới nói là mặc dù từ đó giờ cháu lại không uống, cháu không biết là vì vấn đề cái trong vô thức mình tẩy chay hay là gì thì cháu không biết, nhưng mà cháu bây giờ cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng mà giờ cháu không có tận cháu mua cái cà phê pha sẵn của Việt Nam, cháu không có tận pha uống, là những có một lần lâu lắm rồi. Cháu có mua một hai lần cái bình mà nó cháu không phải là cái bình vậy mà nó là những cái bình mà nó làm ra cái gì cũng đứng đứng cái gì hả bác, mua một hai lần mà nó pha trong cái ống á chứ không phải trong cái dạ. Thì có một hai lần cháu mua, không biết phải của Việt Nam hay là của nước nào, nhưng mà một hai lần thôi, những của đại hàng hay sao. Nhưng mà từ đó giờ thì cháu mặc dù rất là nghèo nhưng mà cháu không có mua cái đó. Nhưng mà như bác nói như vậy thì cháu nghĩ là theo cái cháu thấy mà mấy em xếp hàng ở đây nè, với cái người bác sĩ đó nói cho chị đó, nghĩ là cái sản phẩm đó, nhất là nghe nói ông cà phê Trung Nguyên này đóng là bậc tỷ rồi, rất là giàu. Thành ra cháu nghĩ là như vậy cháu cũng rất mừng cho Việt Nam, tức là có sản phẩm đúng không ạ, có được thế giới đón nhận. Cái gì đó, cái bình xay sinh tố xong á, nó múc lên
nó gì bác, nó múc lên nó múc đẹp. Múc luôn á bác, chứ không phải là chỉ múc xong rồi cầm luôn cái muỗng nó múc ngược lại ra cho cháu. Thì cháu thấy là đó là chưa kể những lần cháu lên cháu thấy là gọi cái ly trà đá mà gọi 5-7 lần, gọi cho đến lúc mà mấy tiếng sau cháu về rồi cũng chưa đưa ra được cho cháu ly trà đá nữa. Thì cái đó là một cái sự cháu nghĩ là có thể là người Việt Nam mình đây có cái tính như vậy đó bác, là khi mà bắt đầu mà có khách rồi bắt đầu là coi như là ỷ lại, không phải ngoan chủ quan ỷ lại rồi coi thường khách, nghĩ nói là mày là cái gì, tao ở đây cả chăm khách hàng ngày, tao đâu có phải mất thời gian để mà lo lắng cho mày. Mà trong khi đó cháu thấy là trong cái tiệm này là về vấn đề trang trí nhìn thấy rất là mới lạ đại, nhưng mà sạch sẽ khang trang, mà cho thấy cái cách tiếp đãi của họ rất là lịch sự, rất là lễ phép, nhân viên mặc đồ đồng phục đàng hoàng, tiếp sạch sẽ, chứ không phải như cái tiệm taxi mà cho thấy là mặt mày giống như là cái tiệm mà mới đi chơi bánh mới đi đâu về rồi xong rồi muốn ra là tiệm taxi mà mình đến cầm quăng cái thực đơn có mấy cái lao lên đây nó rất là xe hất hàm nhìn mình, đúng không ạ, tức là không có coi mình ra gì hết. Thì rất tiếc là cháu nghĩ là từ giờ trở đi có lẽ là cháu phải công khai cháu trình bày như vậy để tẩy chay những cái tình mà nó phản ánh cái văn hóa trình độ. Mình là người chị này, mình nói là mình là người mới chỉ là có một việc thôi, đi xin thuốc bác, mà mình quản lý một cái tiệm mà so với một cái tiệm mà như bác nói người ta gần như người ta có một cái quan hệ, nếu không nói là người ta giống như Nhật là người ta là một cái tiệm Việt Nam, đúng không ạ, tức là một cái chi nhánh bây giờ, đúng không ạ, mà như vậy thì quá nhục nhã, quá xấu hổ, bây giờ đúng không ạ. Bây giờ mình suốt ngày mình chửi Việt Nam là lạc hậu, là tăm tối, là bị Trường Sơn, mà vô cái tiệm của Việt Nam, thương hiệu Việt Nam thấy chứ là, mà người ta văn minh, người ta lục lụy, người ta sạch sẽ, người ta khang trang, trong khi mình là ở Mỹ 5 năm rồi mà mình vẫn thành vẫn điều hành như một cái xe rồi, nó thì cái số nào đó ở chức cà đao thì cháu thấy như vậy thì không thể chấp nhận được. Và cháu muốn thật là mày mới thấy là kỳ là cạnh tranh của nước Mỹ nó khốc liệt kia, và do đó quý vị thấy là cái cà phê về mặt đất là họ đã đem vào cái chương của bộ phận Mỹ, nhưng nó phải bao nhiêu các cái khó khăn và hy sinh và gọi là thua lỗ để mới bám vào cái chương trình đó. Tôi cho là đây mới là một trong những các cái mà đây là một trong những các cái điên đường của chúng ta, cái bài học này để nói sang một cái chuyện khác. Ví dụ như là cái ông Nguyễn Tú Ba vẫn giờ ngồi, vợ chồng ông Nguyễn Tú Ba và Hoàng Loan với Nguyễn Tú Ba vẫn ngồi với tôi cà phê bắt tôi đi đó. Thì ông ấy là một trong những người mà nổi tiếng là cái gì ông bà cũng nghe đi đầu hết. Bây giờ là tôi qua đây là không nên đối điện quân chẳng hạn để trọng tâm của Việt Nam để là gì đó là mình hiểu nói gì là Nguyễn Tú Ba là một trong những nhân vật là cái gì là đi đầu hết. Thế thì cái là ngồi ở cà phê khắp tôi đi thì tôi mới hỏi Nguyễn Tú Ba là gì là tôi nghe nói là gì là anh có nhập cái năm 60 mấy á, anh về anh có một cái tôn mà để trên mái nhà mà nó bật lên cái gì đó nào, trong tôn mà để lấy ánh sáng mặt trời đó, cái solar panel, cái tua bảo là gì là hoa có ba có làm cái đó, hoa có nhập cái đó, nhưng mà đi qua Singapore, đó mà bây giờ đã đi qua Singapore thì nó mua cái đó ở Singapore, thì Singapore nó nói là gì là cái này tối tân quan chúng mày chưa được dùng, lại thành ra nó phải mới thấy cái trật tự thế giới đó nó vô cùng là
bốn lão cao vàng. Tức là cái câu mà chú ba nói á, có biết là người làm dùng cái tấm tôn mặt trời đó, là cái đó nó vô cùng thích ứng đối với lại khí hậu Việt Nam vân vân. Và nó nói là mày hãy dùng hang đá, mày hãy dùng những cái chống vật mà ô nhiễm, chứ mày chưa được dùng cái trong đất này. Thành ra thế giới nó hỗn láo như vậy. Do đó mình thấy là thì là nếu 30 tháng 4 chúng ta có đủ hòa hợp, chúng ta có giành được cái chúng ta có làm cái cuộc cách mạng sớm các nước, chúng ta tranh lên rồi cho nên tiếp chứ nữa để có tập chất lý cho chúng tôi thấy là chúng ta lấy cái là cái công lao một trong những cái công lao để mà giải phóng đất nước và hai miền về một mối như là chiến tuyến
của thế giới tự do, không phải là người ta mày được người Mỹ ủng hộ mà mày đi ra đồng chí đồng thành thân các Việt Nam là chúng ta nó bị ôm chồng cái máu chúng ta yêu nước chúng ta phải bỏ chứng ngại mà người Mỹ giao cho mày đấy mới chúng ta do đó tôi sẽ thấy là anh em ông cô Đình Diệm đó và ông cô Đình Nhu với gì đó bị giết cả gia đình giết cả gia đình để cho mày hết máy qua đây mình mới ngẫm lại cái ngẫm lại cái chuyện cũ ôn cố tri tân ôn lại chuyện cũ nhớ tới cả để mà biết cái chuyện mới hôm vừa rồi là có một cái chương trình nào mà cái anh nào anh ấy mắng tôi là trong cái chương trình nào mà anh ấy mắng tôi là cái ông Cường này ông ấy là cái giai đoạn lũ lẫn mà ông ấy cứ nói đi nói lại mãi cái chuyện cũ phải không ạ? Thành ra cũng nhân đây để mà tôi cũng cảm ơn rút cái suy nghĩ về cái lời phê bình đó, nhưng mà tôi cho rằng thì là cái điều mà tôi nói về những các cái chuyện cũ đó ôn cố tri tân đó nói chuyện cũ đó không phải là chuyện thừa đâu, mà cũng không phải là chỉ nói một lần đâu, phải nói hoài mà người ta vẫn chưa chấp nhận. Thành ra đây mới là một trong những các cái khoảng cách giữa cái tầm lãnh đạo, cái suy nghĩ của những người lãnh đạo với lại của quảng đại quần chúng, và nhất là của cái truyền thông mà tôi gọi là gọi nuôi hận thù đó cái truyền thông đó thì nó nghênh ngang và nó hỗn láo nữa thưa anh, và cái truyền thông nó hỗn láo. Bây giờ mà tôi thấy các nhà truyền thông đó tôi thấy là bắt đầu là nó lên nước rồi nó coi như rằng thì là tao cho mày một ân huệ, được tao phỏng vấn, được tao cho mày lên đài, một cái thái độ hỗn láo như vậy, một cái thái độ hỗn láo như vậy mà bởi vì là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái người trên mà cái người trên mà không giữ được cái uy tín của mình, không giữ được cái vai trò trưởng thượng của mình, cho nên cái bọn truyền thông nó mới hỗn láo như vậy. Cái cuộc mà đại hội nào đó đó thì anh ấy phỏng vấn tôi trong cái đại hội đó thì anh ấy phỏng vấn tôi mà tôi thấy rằng thì là anh ấy như là anh ấy cho tôi một ân huệ, phải không ạ? Một ân huệ rồi một cái lúc khác thì anh ấy lại làm một cái xăng ta nhỉ, một cái coi như gì cả có biết thầy có biết cái cô Giang Minh Nguyệt không? Một cái cô học trò của tôi ở Rạch Giá đó, mà coi như rằng thì là anh ấy mang ra anh bắt bí tôi rằng thì là tôi có lỗi lầm gì đối với lại cái cô học trò Giang Minh Nguyệt không ạ? Thành ra nhân đây tôi mới thấy rằng may mắn là cô Giang Minh Nguyệt hãy còn sống ở đây, vâng. Và cái anh nhà truyền thông mới này đó thì chúng ta anh cô Giang Minh Nguyệt thì về sau cô cũng lại lấy một người ở trong lớp một cái anh Minh biết gì đó vân vân thì tôi thấy anh chị là cả một cái tỉnh Rạch Giá cái lớp học trò cái lúc mà tôi dạy học ở Rạch Giá đó là lúc nào cũng rất quý thầy, không ạ? Rất quý thầy. Thế thì nếu mà có cái chuyện gì khuất tất trong cái vấn đề cô Giang Minh Nguyệt thì học trò nó tới qua bên Mỹ này nó có cái gì mà nó
tại sao nó vẫn còn giữ cái niềm kính trọng, phải không ạ? Thành ra là tôi cũng nhân đây để mà gửi một cái thông điệp, gửi một cái truyền thông lại, không phải là để mà cải chính cái gì, nhưng mà nó có những các cái giai đoạn của lịch sử và người ta gọi rằng thì là biết một mà không biết hai, hay là chỉ nhìn một cái góc cạnh này góc cạnh kia đó, mà đã bắt đầu lên trò dạy đời, lên trò dọa nạt. Tôi thấy rằng thì là nó buồn cười quá. Nếu vậy nói về truyền thông, cháu không muốn nói truyền thông dòng chính mà cháu muốn nói qua cái truyền thông YouTube. Thì bác có nhớ là bác nói là qua cái thời đại kỷ nguyên 4.0 này, đúng không ạ? Mạng xã hội đó thì nó tạo cái điều kiện để cho là ai cũng có thể trở thành nhà truyền thông và ai cũng có thể trở thành bộ trưởng bộ thông tin. Nhưng mà thưa bác, trong một cái lần cháu tự tản mạng đó thì cháu có dùng cái từ hung quân và hung dân, có nghĩa là một ông vua, đúng không ạ? Mình có quyền lực trong tay bao trùm thiên hạ, thì nếu mà mình chỉ biết là nghe sàm nịnh, đúng không ạ? Mình u mê, mình không có những cái quyết định sáng suốt mà mình sử dụng những cái kẻ nịnh thần, đúng không ạ? Thì dạ, thì mình sẽ bị gọi là hung quân, và cuối cùng cái triều đại của mình nó sẽ bị coi như là tàn lụi, đúng không ạ? Vâng. Thì bây giờ cái mạng xã hội này cũng vậy, cái mà gọi là cái người mà gì bác, tức là cái người mà gọi là nắm quyền đó, không phải là một cá nhân mà nó gọi là một cái tập thể, đúng không ạ? Gọi là kháng thính giả, đúng không ạ? Một cái tập thể. Nhưng mà nếu mà dùng chữ tiếng Anh nó gọi là entity á, cái tập thể đó cũng gọi là một cái thực thể, đúng không ạ? Thì cháu gọi là kháng thính giả. Nhưng mà nếu mà kháng thính giả, khi mà mình ủng hộ một cái kênh nào đó, đúng không ạ? Thì gần như là mình ủy quyền, mình giao cái quyền lực, mình biến cái kênh đó, cái người làm cái kênh đó trở thành, đúng không ạ? Một cái người mà có, đúng không bạn? Có rất nhiều quyền lực thì không khác gì một ông vua. Ông nghe như bác nói là sử dụng nịnh thần, nghe lời sàm tấu, một cái thằng hề thôi mà nó làm cho mình cười thôi, mà mình lẫn lộn, mình đi sử dụng nó giống như một người, giống như là thay cho một ông tể tướng, thay cho một người cố vấn, đúng không bác? Tức là mình là vua, thay vì mình phải nghe cái lời can gián, nghe lời cố vấn từ một người có trình độ, có đạo đức, có hiểu biết, thì mình lại nghe lời một cái thằng hề. Thì cái đó gọi là hung quân, phải không ạ? Thì ý cháu nói đây, khán thính giả cũng vậy, mình ý cháu nói mình phải phân biệt được những cái kênh nó gọi là entertaining, đúng không ạ? Cái kênh nó giải trí, nó làm chọc cười để mình tiêu khiển, mình mua vui, mình có thể mình ủng hộ nó, những lúc rảnh rỗi mình vô xem, nó có cả triệu view, cả trăm triệu view, đúng không ạ? Nhưng mà mình phải hiểu cái đó là cái vấn đề không khác gì một cái, xin lỗi, đắc kỷ với chủ vương, đúng không ạ? Tức là họ giải khuây cho mình, họ làm cho mình sung sướng thoải mái. Nhưng mà đến những cái chuyện đại sự quốc gia, những cái issue, những cái vấn đề nghiêm trọng, nghiêm túc, quan trọng, đúng không bác? Thì mình phải sử dụng đúng người, mình phải gọi là nghe lời những chuyên gia, những người có lương tâm, có trách nhiệm, có trình độ, đúng không bác? Còn cái chuyện lúc mình muốn giải trí mua vui là chuyện khác, chuyện nào ra chuyện đó, người nào phải sử dụng cho đúng nơi đúng lúc. Ý cháu nói đây là cái truyền thông đó, cháu nghĩ bây giờ cháu gọi cái kháng thính giả người Việt mình đó, nếu vậy hóa ra mình là hung dân, bác hiểu không? Tức là mình cũng đang lẫn lộn, mình lẫn lộn giữa cái là cái người có nhiều view là nó trở thành truyền thông, nó trở thành cái nguồn cung cấp thông tin, nó trở thành cái người cố vấn, đưa ra những cái quyết định, hướng dẫn mình, họ giống như họ mua thuốc, cũng nghe lời những người đó, họ bỏ phiếu, cũng nghe lời những người đó, có hiểu chứ không? Thì không khác gì một cái thằng hung quân mà chuyện quốc gia đại sự mà nghe lời mấy thằng hề, cháu mời bác. Vâng, thằng gia nó mới là trở nên hỗn láo thôi anh. Dạ đúng, dạ. Nó trở nên hỗn láo, thế nhưng mà vừa rồi anh có đề cập tới hai cái. Dạ.
là entertainment. Dạ. Mấy lại hè. Dạ. Thế thì thì bây giờ ví dụ như là cái truyền thông hải ngoại này đó, tôi thấy là người ta bắt đầu người ta len lỏi vào cái nào, cái chương trình nào cũng là entertainment. Dạ đó, cho mới nói lẫn lộn. Vâng, đó đó. Thế nhưng mà bây giờ là nó ăn khách. Ví dụ như Lộc Trần, ví dụ như gì nào, ngàn niềm vui, ngàn cái này cái kia. Tức là nó lợi dụng cái khe hở, nó đi vào để mà giải trí, nhưng mà nó lại làm chuyện chính trị để mà câu view, rồi thì là quay ra dạy dỗ nhà cầm quyền Việt Nam, đè đầu đè cổ, và nghĩa là coi như rằng thì là đây mới là một trong những các cái nó lưu manh hóa cái vấn đề chính trị. Dạ vâng, thưa bác, có phải là cái chuyện Thụy Hữu cũng vậy, mà Tam Quốc Chí cũng vậy, có phải là khi mà ông Tần Thủy Hoàng, đúng không ạ, ông qua đời là cái đám gì, cái đám mà gian thần, hoặc là cái đám mà hồi xưa là mấy cái người mà bị cung gọi là gì bác, mấy cái tay mà thái giám, dạ hoạn quan, đúng không ạ? Thì giống như cháu nói hồi xưa cái vai trò quý vị là phục dịch, đúng không ạ, là trung thành với vua, cần cung cấp mỹ nữ gái gú hay là ăn uống gì đó, tìm những thú vui vật lạ. Còn cái chuyện quốc gia đại sự quý vị biết con khỉ gì, đúng không ạ? Bởi vậy cháu mới nói là lẫn lộn cái vai trò, đúng không ạ? Nhiều bác nói tụi bay lạm dụng cái niềm tin, lạm dụng cái sự yêu mến, đúng không ạ? Người ta là fan của tụi bay, nhưng mà xin lỗi, quý vị phải phân biệt được, quý vị là giải trí, còn qua làm chính trị mà quý vị đó là đưa ra những cái hoạch định sách lược là cái chuyện tạo ra nó trở nên lừng lừng, thành ra nó mới thành ra là cái bọn bán hàng giả. Dạ vâng, vâng, thế anh, thành ra mình mới thấy rằng thì là vấn đề là mình cần phải suy nghĩ cái thời buổi này, cái thời buổi cái truyền thông mà cái kỷ nguyên 4.0, ngoài cái vấn đề mà mỗi một YouTuber nó là một bộ trưởng bộ thông tin mà mình vẫn thường nói vậy, thế nhưng mà một mặt khác thì nó lại là một trong những các cái ngợm mà nó câu được nhiều view, dạ đó, câu được nhiều khán thính giả. Nhưng mà họ lẫn lộn cái nhiều view với cái, đúng không ạ, với cái gọi là cái vai trò của họ. Đó, đúng, bác cháu nói vai trò của quý vị có thể có cả mấy triệu view, nhưng mà cái vai trò giải trí là quý vị cứ việc là giúp vui cho quảng đại quần chúng. Còn cái chuyện mà vẽ ra sách lược đấy, phải như vậy, phải uống thuốc này, phải làm cái kia, lại là chuyện khác, có phải vậy không ạ? Vâng, đây cái chuyện mà thành ra mình mới thấy rằng thì là đi qua đất nước Mỹ, một cái nền văn hóa nó khác hẳn, và nhất là trong cái giai đoạn này của thế giới đó, nó có những các cái khúc quanh quá lớn để mà chúng ta phải rất là dè dặt, Dạ vâng, nhiều bác khi là chúng ta lẫn lộn đó, thành ra cái mà cháu nghĩ nó đưa đến cái vấn đề mà nó đang gây ra tranh cãi mấy ngày hôm nay, đúng không ạ? Tức là cái chuyện Ngô Kỷ cháu sẽ quăng bom sau, nhưng mà ít nhất Ngô Kỷ là cái vai trò của anh ta hoạt động chính trị, liên quan đến chính trị, Chí Phèo chụp mũ vu khống là mấy chục năm nay ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bác nghĩ sao về cái vấn đề mà bây giờ luật sư Nguyễn Văn Đài ra muốn liên kết với những cái kênh mà giống như cháu nói là có thể có cả triệu view, mấy trăm ngàn người đăng ký, nhưng mà đối với cháu cái lý do họ có triệu view, có mấy trăm ngàn người đăng ký là không phải vì trình độ, không phải vì tầm nhìn, không phải vì kiến thức sách lược đúng đắn của họ, mà chẳng qua là họ đáp ứng được cái thị hiếu của khán thính giả, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ ông Đài ông kêu là ông sẽ tập hợp những người đó để lật đổ cộng sản, thì bác nghĩ sao về cái sự kiện ông Nguyễn Văn Đài gần đây? Vâng, cái chữ mà cái chữ mà ông ấy cũng không nói một cách ngắn gọn rằng thì là ông ấy sẽ lật đổ cộng sản,
hoặc là tranh đấu với cộng sản. Vâng, coi như là thành ra sáng hôm nay ngày hôm nay thì tôi mới đọc cái mà khởi đầu hôm vừa rồi mới nhắc tôi rằng thì là xem cái ông luật sư Nguyễn Văn Đài mấy gì đó thì tôi mới coi thì nó lại tình cờ là có một cái anh nó gọi là Nam Tây Đô TV Việt Nam còn rất trẻ. Vâng, và nó mang ra nó diễu nó mang ra nó diễu và nó mang ra là như là ông Ngô Kỳ đánh nhau với lại cái ông luật sư vân vân. Thành ra là bây giờ nó đã tới lúc mà nó bão hòa, nó bão hòa hàng thật hàng giả. Bây giờ nó tới cái giai đoạn là bắt đầu trên cái con đường mà dẫy chết, trên cái con đường mà toán hóa nó đi thì nó không dám nhận. Chắc mình chờ thấy xem khi dạ vâng, mời bắt lập lại cái câu hình trên cái con đường mà nó thoái hóa đó thì đây mới là cái vấn đề mà nó đòi hỏi không những là tầm nhìn mà nó còn phải cái đòi hỏi cái lương tâm có tầm và có tâm. Cái con tim của anh đó, anh nghĩ gì, chứ còn anh chỉ là một thằng bồi bút, anh chỉ là một cái thằng lợi dụng cơ hội chủ nghĩa, anh chỉ là một cái này đó, rồi thì là anh quảng cáo, anh bán thuốc thuốc này thuốc kia, anh đã lên đó, thì theo tôi thì tôi thấy nó buồn cười là cứ suốt ngày lên bán cái thuốc này tốt lắm, thuốc kia tốt lắm, và xin 10 người gọi vào, 10 người đầu tiên gọi vào thì rồi mua 3 tặng 1, rồi bán hành bán tỏi giảm trừ bắt bệnh rồi này kia. Vâng, thưa anh, cái thành ra đó cái thành ra đó mà bây giờ bây giờ cụ thể nhất đó là cái chương trình Tân Tú Quỳnh, cái chương trình Tân Tú Quỳnh thì cái người mà dẫn đầu ở trong cái Tân Tú Quỳnh đó thì lại tôi thấy là một cái nhà truyền thông cũng rất là cồng kềnh là cái ông Đinh Quang Anh Thái. Tức là có tên tuổi có số má đó. Vâng, ông ấy Đinh Quang Anh Thái bây giờ đó ông ấy không còn ở các cái đài phát thanh rồi thuê nhà thuê đất nó tốn kém. Bây giờ thì rút lui vào cái Tân Tú Quỳnh. Và ở trong đó thì vừa là cái đài phát thanh, vừa là bán các cái đồ mỹ phẩm, đồ mỹ phẩm tốt đắt tiền, vui tông rồi thì thế này thế kia đó. Thì tôi cho rằng thì là đây là cái lúc mà tôi gọi cái chữ gọi là chịu phép chịu vào gọi là bắt đầu thu vén lại, bắt đầu chấp nhận cái sự thật. Cho nên tôi thấy cái ông Đinh Quang Anh Thái là một cái nhà truyền thông lớn mà bây giờ núp vào cái xó xỉnh của cái Tân Tú Quỳnh để mà có cái truyền thông hàng ngày, rồi thì là bán cái đồ này đồ kia đó, thì tôi vẫn có cảm tình với cái anh Đinh Quang Anh Thái, nhưng mà tôi thấy rằng thì là cái Tân Tú Quỳnh đó, tôi thấy rằng là cái người của Đinh Quang Anh Thái nó cồng kềnh quá, nó cồng kềnh quá, bây giờ nó chui vào cái xó của cái này đó, thì tôi cũng thấy rằng thì là không biết là Đinh Quang Anh Thái có nghĩ về cái thân phận của mình đã tới lúc mà thu về một mối, đã tới lúc mà thu về để mà
đã tới lúc mà không còn quênh hoang bán hàng giả một cách hỗn láo nữa, mà bây giờ nó biết cái thân phận của mình. Từ nay mình mới kịp tới là tôi không biết là lấy hứng ở đâu mà hôm vừa rồi Tết Trung Thu thì mà mấy thằng con tôi mới về đó cả, nó mời ông nội ông biết lại phá cỗ ra kiếp đó cả. Thì nó cứ phàn nàn về cái câu chuyện mà tôi lên mấy cái đài hay là tôi trả lời mấy cuộc phỏng vấn đó, thì nó than phiền, nó nói thôi giờ này thì ông nội bố nghĩ tới chuyện hậu sự thôi, bố còn bon chen gì nói những cái chuyện này chuyện kia đó. Thế nhưng mà tôi cũng may là có cái lần mà chuyến trước mình có nói với nhau đó, thì Khải Đào nói rằng thì là bởi vì rằng bác có một cái quá trình lịch sử, bác cái quá trình chứng đó, nhân của lịch sử bác, chứng nhân thành ra bác tôi được binh thì là không nói thì ai nói. Vâng, thưa bác, với sẵn là bác nói về cái chuyện của bác thì cháu xin phép cháu nói thêm là như hồi nãy bác có nhắc đến vấn đề ông Đinh Quang Anh Thái đúng không ạ? Thì cách đây hình như mấy tuần cũng ở cái tiệm này gần đó ở bên cạnh thì cháu có nhắc đến ông Nguyễn Xuân Nghĩa đúng không ạ? Thì một người là một nhà truyền thông gọi là dùng chữ lão luyện thì hơi quá nhưng mà là có thâm niên công vụ đúng không ạ? Cũng có số má, cũng có nói chung là một người truyền thông thực thụ đã hành nghề lâu năm ai cũng biết, rồi một nhà kinh tế gia, một học giả, một người cũng là cháu của Nguyễn Văn Linh đúng không ạ, là cũng một người là có số má, có trình độ hiểu biết, có tên tuổi. Nhưng mà nếu mà nói bây giờ trên cái thị trường YouTube, trên cái thị phần YouTube, nếu nói về số lượng view thì có phải như bữa cháu nói không ạ, thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa ông so với một cái anh học lớp 3 trường làng thì không có bằng 1% phần ngàn của họ đúng không ạ? Thì bây giờ như bác nói, nếu về ông Đinh Quang Anh Thái cũng vậy, bây giờ hóa ra bây giờ mình lại đi mình tranh đua, mình đi đấu với một những cái đám mà như vậy trên YouTube, bác hiểu chứ không ạ, để mà giành thị phần, để mà tranh view ạ. Thì giống như hôm bữa cháu có nói, có phải như là một thời gian bác vẫn chấp nhận làm việc với cháu, mình làm chương trình với nhau liên tục mấy năm nay đúng không ạ? Mặc dù có những lúc cái chương trình của mình có vài chục view đúng không ạ? Rất, cháu xin lỗi, rất là nói là embarrassing, rất là xấu hổ, rất là nhục nhã cho cháu giống vậy cho bác đúng không ạ? Nhưng mà mình trước sau như một, có phải bác đồng ý với cháu đúng không ạ? Bác nói không có phải vì như vậy mà mình chạy theo view đúng không ạ? Không phải mình thay đổi cái cách làm việc của mình, bây giờ mình bon chen, mình cũng bắt chước tụi nó để mình cạnh tranh tiếng Anh đó bác. Cái lớp mà căn bản của báo chí nó dạy mình á, là khi mình viết báo thì mình phải dumb down, mình viết ở cái trình độ lớp 3 thôi thì quảng đại quần chúng người ta mới đọc được, bác biết chuyện đó đúng không ạ? Chứ còn mình viết ở cái trình độ đại học, mình viết cao quá thì chỉ có đồng nghiệp, chỉ có những cái người có kiến thức, có những người tri thức người ta mới gọi là thẩm thấu được đúng không ạ? Còn quảng đại quần chúng người ta đọc, người ta sẽ rất là nhức đầu tại vì người ta không hiểu được hết những cái thông điệp của mình đúng không ạ? Thì hóa ra nếu mà bây giờ ông Đinh Quang Anh Thái, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nếu bây giờ cũng muốn làm YouTube, muốn có thị phần trên YouTube, hóa ra họ cũng phải đâm đao nè, bác hiểu chứ không ạ? Cũng phải là hạ mình xuống để trở thành một cái thằng chăn trâu, một cái thằng lôn côn đầu đường xó chợ, du thực cũng khoa tay múa chân, cũng nói chuyện tào lao để cho lớp 3 trường làng, cho những chị gọi là ngồi lê đôi mắt đầu hẻm cuối xóm người ta đồng tình với mình để có view có like cả, bác hiểu chứ không ạ? Thì cái đó là cháu muốn hỏi bác là bây giờ, bởi vì hồi nãy đầu chương trình cháu mới dùng cái từ hôn dân đó đúng không ạ? Bây giờ người dân người ta u mê, cái thị hiếu người ta là như vậy. Bây giờ mình là nhạc sĩ, mình là họa sĩ, không lẽ mình phải vẽ tranh, mình phải sáng tác nhạc đúng không ạ, để cho quảng đại quần chúng người ta chấp nhận? Thì cháu, ít nhất cháu với bác mình là mình đã nói là mình vẫn duy trì các cách làm việc, cái những cái chủ đề của mình đúng không ạ? Hoặc là bác muốn nói sao bác nói, trước sau như một, dù cái view mình có lúc nó xuống còn có mấy chục view đúng không ạ, mình không quan tâm.
Thì cháu muốn hỏi bác, nếu vậy thì bác nghĩ sao về cái thị trường YouTube như vậy? Cái gọi là cái mạng xã hội YouTube á, nó có khiến cho người ta vì chạy theo view, vì muốn có thị phần mà người ta phải đánh đổi cái giá trị gọi là gì đó bác, tức là bỏ, tức là phải bỏ rơi cái nguyên tắc cái ấy mà đâm đeo đó bác, tức là phải hạ mình xuống để mà chạy theo view, chạy theo like không? Thành ra cái mà cái vấn đề là cái vấn đề cả mình ở trong một cái giai đoạn nó gọi là chẳng đặng đừng, vâng, chẳng đặng đừng. Và tôi nhớ tới có lẽ là cái bước quẹo của lịch sử, cái nơi mà người ta nói là thì là cái ván bài lật ngửa đó, tới giờ này đó cái ván bài lật ngửa thì chỉ có những cái kẻ trình độ thấp thì nó dương dương tự đắc, nó dạ không đó. Biết xấu hổ, chó nhảy bằng đồng đó, không, dạ. Nó không biết xấu hổ, dạ, tự nhân đắc chí. Cho nên cái hồi mà cách đây bao nhiêu năm thì trong nước hay là mấy gì nó nói là cái thằng này nó không biết xấu hổ, cái thần kinh mắc cỡ mà nó không có, dạ. Cái mặt dày mày dạn nào dạ. Tức là muốn nói gì nói miễn sao có view là được người ta thích là nó nói thôi, nó bất chấp là hôm trước nó nói cái gì hoặc là con người nó ra sao. Vâng, thành ra mình mới bắt vào cái chương trình vừa rồi, cái ông luật sư Văn Đài với lại ông Ngô Kỷ đó. Dạ, thì tôi thấy rằng thì là cái phố Bôn Sa TV của cái anh Vũng Hoàng Lân đó bây giờ coi như là một trong những các cái nó có một cái chỗ đứng khá lớn. Dạ đúng. Thế thì thì hắn ấy mới đầu thì hắn ấy cộng tác lúc đầu thì là cũng lâu rồi đó, thì cộng tác với tôi trong cái câu chuyện là chuyện chính trị bên bàn cà phê, không ạ? Thế nhưng mà khi mà hắn ấy coi như rằng hắn ấy tìm được một cái chỉ tiêu, một cái đường lối mới đó, thì hắn ấy cái motto của hắn ấy nói rằng thì là chuyện không có gì không thể hỏi. Hắn ấy tìm được một trong những các cái mà tôi cho rằng đây là một cái đường lối gãi được đúng cái chỗ ngứa của thời đại. Đời xưa thì mình còn nói bức xúc thế này thế kia đó. Nhưng mà cái phố Bôn Sa TV Vũ Hoàng Lân đó, bây giờ hắn ấy nói được thì là không có chuyện gì không thể hỏi. Nhìn thế thôi, nhưng mà tại sao tôi muốn nhìn xa hơn, tôi cho rằng thì là cái thời đại này đó, nó là một cái thời đại nó không còn là bức xúc nữa, nó là xưng tội. Tôi còn nhớ cái lúc mà mình vào tòa giải tội đó, lạy cha xin cha làm sức cho con vì con là kẻ có tội. Ngay cái câu đầu tiên khi mà trình bày đó là con là kẻ có tội. Rồi thì là đây là những điều con nhớ được, những điều về gì đó còn những điều con không nhớ được. Và cái hồi đó mình cũng nhìn thấy cái hồi đầu mà mấy ông cha đó là ông ấy đập tòa giải tội, ông ra ông ngó, tại vì mày ăn thịt ngày thứ sáu phải không? Tôi buồn cười lắm, mấy ông cha Tây mà hồi trước phải không? Mày muốn mày là con quỷ mày mọc đuôi à? Thành ra nó có những cái buồn cười, cái bức xúc đó. Nhưng mà cái tuyên ngôn, cái mà lời nói đầu tiên khi vào xưng tội đó thì phải xác nhận rằng vì con là kẻ có tội. Và rồi thì đằng sau đó rồi là cũng lại bắt đầu nói dối, bắt đầu
che đậy bắt đầu bởi vì rằng thì là mà đất đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cả bạn bè nó mời con giờ này là con thế này thế kia nó ra ra bày nghèo bày cái thấy là cái mà ít nhất tôi thấy là chỉ là những người mà lại biết cho Sài Gòn tôi cho rằng là đại đa số nếu không nói là tuyệt đại đa số là người Công giáo dấu ấn
thời đại. Tôi nhớ rằng thì là ông Vũ Quang đi đó mà cũng lúc bấy giờ cái hồi đầu đó thì ông Vũ Quang đi ông ấy là một trung quý, ông ấy đem ra ông ấy coi cái đài tiếng nói quân đội và cái đài của Sài Gòn đó, cái đài chính thức của Sài Gòn đó thì là nó tương đương cái lúc bấy giờ nó tương đương với một ông chú tá, ông chú tá coi cái đài phía trên Sài Gòn, còn ông chú Quang Linh đã coi cái đài quân đội. Tôi nói cái ông chú Quang Linh đó thì là tôi nhớ ra cái kỷ niệm của tôi nói với ông chú Quang Linh đó thì là nó đi vô tháp phu bốn ngày năm đó thì đó. Cái lúc bây giờ tôi có một cái chương trình tiếng nói bản sinh điều thứ bảy chưa thứ bảy đấy là gì đó lúc bây giờ thì có vẻ là được cái ông Vũ Quang Linh ông ấy nâng đỡ lắm, ông ấy nâng đỡ lắm và cái người vợ của ông Vũ Quang Linh lúc bây giờ rất là hình như là cái cô Dạ vâng thưa bác, có lẽ là bác thì chưa có muốn
nhưng mà sau đến những cái bắt có phần bò đúng không ạ, thì bây giờ cũng cho phép cho phần bò, có thể ngày mai có cái hẹn đặt mai cháu có hẹn gặp điều kiện tại đó thì có lẽ là cháu sẽ trình bày chi tiết và dẫn chứng nhiều hơn, còn hôm nay cháu chỉ phần bò thôi. Thì có thể là bác cũng không đồng ý với cái kết luận của cháu, lần tới bác cháu mình sẽ gọi là thảo luận tranh cãi với nhau về cái kết luận này. Thì cháu có thể hôm nay cháu công bố luôn, không những là Ngô Kỷ là cái gọi là tay sai, mà cháu có thể công bố luôn, tức là Ngô Kỷ đã phục vụ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với một cái vai trò phục vụ đó là từ rất là lâu rồi, tức là bao nhiêu lâu nay đó bác, nhiều người giữa đường nữa thật đúng không, gọi hắn là chí phèo hoặc là có nhiều người lên hay nói ồ anh là mẹ phục cho cộng sản là anh mới quẩn cộng đồng như vậy, thì tiếng Anh nó gọi là true good to be true, tức là cái sự thật nó quá phũ phàng, nhiều người không tin nó là sự thật, thật ra họ chỉ đùa thôi, tức là giữa đường nữa thật họ nói như vậy thôi. Thì hôm nay cháu có thể khẳng định luôn cái chuyện đó không phải là chuyện đùa, cháu sẽ trình ra bằng chứng Ngô Kỷ là thật sự đóng cái vai trò đó, giống như Nguyễn Văn Trường, giống như Hoàng Duy Hùng, họ diễn tuồng với nhau, họ và là họ múa đôi với nhau đó bác, tức là họ phối hợp, họ diễn tuồng với nhau mấy năm nay rồi, tức là Hoàng Duy Hùng mà phục vụ cho cộng sản bao nhiêu lâu thì Ngô Kỷ cũng bấy lâu thôi, không có và là chí phèo, không có chống cộng gì hết, đó là kết luận của cháu. Thì tôi có nghĩ rằng thì nó cũng không cần phải dạy người một cách không chuyện đó họ phải làm thôi, bắt cháu cũng trách gì họ hết. Nếu mà cháu là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cháu là võ văn thường, cháu là ban tuyên giáo thì cháu cũng sẽ làm như vậy thôi, tức là mình làm được thì mình phải làm thôi. Đúng như Đảng Cộng sản ở Đảng Dân chủ Đảng Cộng hòa, đúng không ạ, mình đối đầu nhau thì bắt buộc mình phải tìm cách mình chia rẽ đối phương và phân hóa đối phương, đúng không ạ, tức là mình ly gián đối phương, cái chuyện đó mình phải làm thôi. Tôi không nghĩ là gì là nó được nuôi giữa gài vào cái cộng đồng mà dạ, tức là cũng không gì quá ghê gớm vậy đó, tức là tiền lẻ đối với họ thôi, tức là những điều kiện mà chỉ phèo nó cho vài ngàn là làm theo ý họ thôi, chứ chẳng cái gì ghê gớm hết. Tôi cho là gì là cái này đó mới là cái vấn đề mình phải nhớ là cái chữ tự phát. Dạ, nhưng mà bác hồi nãy bác dùng cái từ chí phèo đúng không ạ, ông cũng tới xưa cũng hay miểu, là mình tự miễu mình, nhưng mà cháu không nghĩ là cháu không nghĩ chí phèo là một cái miễu miễu, mà là hắn nghĩ là hắn tự chào, nhưng mà không phải như vậy. Mày thật sự là con cốc ghẻ, mày là thằng chí phèo chứ không có miễu, không có tự chào gì ở đây hết. Vâng, thưa anh, thiếu điều tôi thì tôi đánh giá Ngô Kỷ cao hơn. Dạ vâng, và về cháu với bác mà có sự khác biệt đánh giá Ngô Kỷ là cái con người mà nó nằm ở trong cái nôi của chính trị Hoa Kỳ. Tôi còn nhớ rằng chị là Ngô Kỷ là coi như là người hầu hạ ở trong cái ông chánh biện lý Rakakos. Thế thì cái lúc bây giờ ông chánh biện lý Rakakos ở bên này đó, biện lý thì nó là người bầu chứ không phải là bộ tư pháp cử xuống hay là gì đó. Thì ông chánh biện lý đó ông ấy muốn lấy phiếu của một số người Việt Nam, tất nhiên là phiếu của những người vẽ khác, người Mỹ thật khác vân vân, thì ông chánh biện lý này đó, ông ấy dùng Ngô Kỷ ông ấy dùng Ngô Kỷ để lấy phiếu của người Việt Nam, và do đó tôi mới thấy là Ngô Kỷ là nó nằm trong cái nôi
của ông Chánh Biện Lý. Dạ vâng, cháu không phủ nhận cái đó của bác, cái đó là sự thật, cái đó là fact. Nhưng mà cái đó là mình đang nói về quá khứ. Bởi vậy cháu hay chịu Ngô Kỵ là anh mày nhí vắng đó bác. Nếu mà nói về quá khứ thì ai qua được Phạm Duy, ai qua được Nguyễn Cao Kỳ, đúng không? Nhưng mà Phạm Duy với Nguyễn Cao Kỳ thì sau này cũng về phục vụ cho cái chính sách của Hoa Kỳ với Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, mà hòa giải về quy thuận triều đình. Rồi sau này Nguyễn Phương Hùng, rồi Hoàng Duy Hùng. Thành ra cái quá khứ đó bác, nó không có nói lên được cái gì đó. Bác hiểu chưa? Nó không thể được. Tôi nghĩ là gì, là mỗi con người người ta có cái quyết định của cuộc đời người ta. Người ta làm chủ cuộc đời người ta. Chứ không thể nào mà nó diễn tiến như là những vai trò ở trong thủy hử, ở trong tam quốc chí, vân vân. Thế là thành ra đó, thành ra tôi nói về Ngô Kỳ đó, trong cái nôi của cái ông Giáp Ca Cốt rồi đó. Và hắn ấy là cái người mà hắn ấy khoe rằng hắn ấy đi dự đại hội Đảng Cộng hòa mấy lần, từ hồi Bush bố, Bush con, vân vân, tất cả cái đó đó. Thì tôi nhớ rằng chỉ là Ngô Kỳ là một trong những các cái lần sau nó xuất sắc rồi, nó xuất sắc và không chớ không phụ. Bởi vì chớ nói là những gì thì bên kia họ mới mất nối, họ mới suy giảm. Dạ vâng, cháu không phụ nhận. Tại có khả năng chứ không phải là cháu đi trên đường ta. Và tất nhiên là Ngô Kỳ hay là cái gì mà ông thứ trưởng gì đó, Nguyễn Thanh Sơn, Thanh Sơn là họ có mời người này người kia vào đó hả? Thì đấy nó là cái vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc, cái vấn đề mà nghị quyết 36 và gọi là chỉ thị 45 đó. Thế thì mà đi từ cái nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam là nó duy trì cái nguyên tắc đó là một nghị quyết của Đảng, thì nó có một cái vi dân lớn lắm. Và do đó là cái nghị quyết là cái nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là cái nghị quyết 45 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi cho là cái nghị quyết trước tôi giải thích cái nghị quyết đó, tôi cho là gì là tôi giải thích cái nghị quyết đó thì là ít nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam là họ phải biết trước, tôi về nó như là một lời xin lỗi trong cái quá trình tôn tính Việt Nam, trong cái quá trình mà làm cách mạng có những sai sót, có những các cái mà mình nặng tay quá đối với người này người kia, tức là cái chính sách mà học tập cải tạo đó, vâng trong nhưng mà dùng bây giờ không, mình hắn để gần đó, tức là cái mà nói gần khúc ruột ngàn dặm vân vân đó, thì cái câu chuyện là cái ông Ngô Kỳ này đó mời bác tiếp tục. Cái ông Ngô Kỳ này đó là ông ấy được chiếu cố đấy, mà vừa rồi anh nhắc tới Thanh Sơn anh xếp thì rõ ràng là nhà cầm quyền Việt Nam thì cũng nhìn thấy nó có những các cái bất cập trong cái đường lối của họ. Và cụ thể nhất thưa anh, cụ thể nhất là vừa rồi anh nhắc tới cái chuyện mà bắt đi học tập cải tạo đó. Thì tôi cho rằng đấy là một cái bất cập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi mà người ta vào miền Nam, người ta không ngờ rằng cả một cái biển người chống cộng, thù hằn cộng sản, một cái biển người chống cộng, thù hằn cộng sản, cho nên đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam người ta mới phải có một cái chính sách để thích ứng với hoàn cảnh. Bởi vì rằng thì là cái lúc bây giờ là nắm chính quyền không được bao nhiêu, chưa được chưa vững chắc cái đoàn quân của Cộng sản mà
đi vào trong Nam đó thì cũng chết dần chết mòn nhiều lắm rồi, vượt Trường Sơn rồi chết. Đối với lại những các cái biện pháp mà gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, rồi thì là những cái con chip điện tử vân vân, hàng rào McNamara đó, thì nghĩa là một trong những các cái biện pháp tối tân của người Mỹ đó, nó răng ra suốt dọc cái con đường Trường Sơn đó, nó đánh đếm được từng cái xe Molotov đi vào miền Nam, nó đếm được từng những người lính đi vào miền Nam Việt Nam. Tôi còn nhớ rằng cái bà mục sư Minh đó, Minh Hạnh đó, bà ấy tên là Hạnh, hồi đó là bà ấy làm thông dịch viên cho một cái anh cố vấn trưởng của Mỹ, cái lúc bây giờ tôi làm ở Chiêu Hồi đó, thì bà mục sư Minh đó bây giờ chắc là chưa lấy ông Minh, thì bà ấy nói chuyện rằng thì là bà ấy phải thông dịch, bà ấy phải thông dịch, có thể là lúc bắt được cán binh cộng sản, hoặc là mua chuộc, hoặc là trải chiếc các thứ gì đó, thì bà ấy nói rằng thì là bà ấy thông dịch, thì bà mới hỏi cái cán binh cộng sản rằng thì là anh ở mặt trận thì anh nấu cơm ra làm sao, thì nó mới kể rằng thì là nấu cơm bằng cái bếp nó có cái thông hơi ra chỗ nào đó. Thế thì cái đó một rồi. Thế bà lại còn hỏi tiếp, thế anh đi đái ra làm sao? Tại vì đi đái đó thì nó cơ, với cái thời tiết ở Việt Nam ấy, nó bốc hơi, cái hơi ure đó, thì cái hàng rào điện tử McNamara nó ngửi thấy được, để biết rằng cái người cộng sản có mặt ở những cái con đó. Chip, đó, những cái vâng, thiết bị điện tử. Vâng, đó, vâng, cái thành ra mà mình mới thấy thì là hai bên nó đấu trí với nhau, nó đã có những các cái nó có những các cái tinh xảo để mà nó đối đầu với nhau, để mà nó bao vây nhau. Dạ vâng, bây giờ trở lại cái hồi nãy bác mới nói là cái nghị quyết 36 với chỉ thị 45 đó, thì bác thấy gần đây cách đây 1-2 tuần là ông Nguyễn Phương Hùng ông rất là mừng rỡ, ông rêu rao là báo đảng đã nghi ngờ Hoàng Duy Hùng. Bây giờ Hoàng Duy Hùng phải trốn khỏi Việt Nam rồi, chuẩn bị sẽ bị lên dĩa, sẽ bị bắt, là Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam đang giăng lưới để dụ dỗ Hoàng Duy Hùng về để bắt trỏ, đúng không ạ? Rồi ông Hoàng Duy Hùng ổng đi, ổng tuyên bố ổng sẽ đi Thái Lan rồi ổng sẽ trở về, thì Nguyễn Phương Hùng nói mày xạo, mày đâu có đi Thái Lan, mày trốn. Thì ông Hoàng Duy Hùng ổng không đi Thái Lan mà ổng đi Singapore. Rồi bây giờ ổng về thì được ông tướng gì, ông trung tướng Hy gì từng là công an tiếp đãi ổng, rồi cũng livestream có mấy ông tướng, thiếu tướng, đại tá gì đến ăn nhậu chung. Thì ông Hoàng Duy Hùng ổng bây giờ ổng nói là ổng về Việt Nam ổng lấy vợ, ổng chỉ enjoy cuộc đời thôi, hưởng thụ thôi. Ổng không có tham vọng, ổng không có ý đồ, tức là không muốn làm đại biểu quốc hội, cũng không có muốn làm cách mạng trắng gì hết. Thì bác nghĩ sao về cái sự kiện nhân vật Hoàng Duy Hùng này? Tức là bác nghĩ là giống như ông Nguyễn Phương Hùng nói là ông Hoàng Duy Hùng trá hàng về để thực hiện cách mạng trắng, hay là ông Hoàng Duy Hùng ổng có tham vọng mà ổng về rồi bây giờ ổng không thực hiện được, bây giờ ổng chỉ muốn là vợ trẻ rồi để mà sống một cuộc sống là hưởng thụ ở Việt Nam thôi. Vâng, thưa anh, thành ra tôi mới nhớ tới cái tôi mới nhớ tới một cái bài hát của một cái anh nào miền Trung về đây nghe em mặc áo the với đi quốc mộc thành ra không biết phải của Nguyễn Đức Quang không? Không về đây nghe em một cái ông người miền Trung cái gì Mỹ nói chung cháu không có nhớ tên. Vâng, cho anh thành ra cái câu chuyện mà ông Hoàng Duy Hùng mà ông ấy về Việt Nam, ông ấy có một cái clip là
ông ấy hỏi vợ, lấy vợ trẻ. Lúc bây giờ là cũng lại mặc quần áo của một chú rể, đi lễ tết đó, thành ra người ta bắt đầu người ta chấp nhận cái chế độ cộng sản. Còn thì ông Ngô Kỳ đấy, người này người kia nói khác, thành ra đây là cái lúc mà tôi cho rằng cuối cuộc đời rồi, mọi người hốt hoảng, cái làn danh quốc tộc rồi đằng đằng xa sát khí mấy gì đó, bắt đầu người ta thấy nó quê mùa rồi. Bây giờ cái sự thật là chỉ còn những ngày tháng không còn bao nhiêu nữa, thì mình về với chính mình, về với quê hương mình. Chứ còn bây giờ mà cái câu chuyện mà sách trắng của ông Hoàng Duy Hùng hay là cái người mà nằm vùng đồng viết cách thì mạng trắng, cách mạng trắng mấy gì đó, thì tôi cho thì là đây chỉ là những bài viết, đây chỉ là trong một cái quá trình, trong một cái quá trình giác ngộ, trong một cái quá trình ông ấy là người có trình độ, trong một cái quá trình mà cái làn danh quốc tộc nó còn đằng đằng sát khí, rồi dần dần nó xuống dần, và tới bây giờ thì tôi thấy rằng thì là vừa rồi là nhiều người, không những là ông Hoàng Duy Hùng mà rất nhiều người thấy cuộc đời không còn bao lâu nữa, và bây giờ về Việt Nam lấy vợ. Tức là giống như bác nói đó, là bác đánh giá cái vụt trong cái thời gian mà ông Hoàng Duy Hùng ông viết cuốn sách trắng á, thì ông cũng giống như Ngô Kỳ, tức là cũng là nạn nhân của cái mà những người như ông Vũ Quang Ninh đồ này kia, theo cháu hiểu mà ý bác muốn nói như vậy. Không, tôi không có tôi nếu nhìn xa đó thì nó cũng là nạn nhân của cái nhưng mà cái thời gian mà ông Vũ Quang Ninh với gì đó thì anh cháu không dám nói cụ thể Vũ Quang Ninh, ý cháu nói là của cái suy nghĩ chống cộng của người Việt đó, người Việt hải ngoại đó, thì cái hồi đó là coi như là một trong những người mà mũi nhọn ưu tú trong cái chuyện mà chống cộng hải ngoại. Và thì tôi cho rằng thì là khi mà sự thật nó tới gần và mọi người thấy rằng thì là cái chuyện là chống cộng nó là chuyện tào lao, thì cái thái độ hiện tại bây giờ tôi cho đấy là một cái thái độ hốt hoảng, chứ còn nó không phải rằng thì là cách mạng trắng của ông Hoàng Duy Hùng với cái gì đó. Trước đây ông ấy biết đây là ông ấy coi như rằng thì là ông ấy núp dưới bóng này ở dưới kia cho cộng sản cài vào với cái gì đó, tôi cho là thì là nó là những người mà có suy nghĩ tuần tự diễn biến. Bây giờ họ nghĩ tới cái cuộc đời còn ngắn ngủi, thì bây giờ là cái vấn đề là tung hê ra giật mình. Thành ra tôi mới cho tôi nhớ tới cái câu mà của ông Trần Tế Sương, của cái nhà thơ Trần Tế Sương, nhà thơ cách mạng, thì ông ấy nói rằng thì là có cái câu là đêm nghe tiếng ếch bên tai giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đỏ, ngủ quách sự đời thay kẻ khác, tội gì mà thức một mình ta. Đấy là cái cuộc cách mạng Đông Du đó, cái cuộc cách mạng Đông Du cái hồi đó đó, và lát nữa thì mình sẽ nói tới cái ông mà đồng sáng lập là cái ông Đỗ Thông Minh đó. Nếu vậy thì trước khi nói đến cái học giả Đỗ Thông Minh, cho phép cháu nói tiếp cái vụ nếu mà như bác nói là về đây nghe em đó, tức là ông Hoàng Duy Hùng, thì theo cháu hiểu là bác không nghĩ là ông trá hàng, ông giả vờ về gì hết, đúng không ạ? Nếu vậy bác nghĩ sao về cái trường hợp Nguyễn Quang Trường? Thì lần trước bác nhớ cách đây một tháng mình cũng có nói đến, cháu có nói đến Nguyễn Quang Trường rồi mời khách đến thăm biệt phủ rồi này kia, tức là cháu nói giỡn thôi,
tức là cũng chỉ là một cái biệt thự ở miền quê đúng không ạ, ở Yên Bái. Nhưng mà bây giờ ông Nguyễn Phương Hùng ông lại đặt vấn đề, ông nói là hồi xưa là Nguyễn Quang Trường là phú đất áo ôm đúng không ạ, đi phải vẽ tranh kiếm bạc lẻ ở bờ hồ, bây giờ là tiền đâu ra mà xây biệt phủ, rồi lại dám xây một cái tượng đài đúng không ạ, cái cục mốc đó bác, cục mốc Trường Sa ở ngay trong cái tư dinh của mình, có xin phép chưa? Rồi thứ hai nữa là đi gây quỹ rồi biện thủ công quỹ, thì bác nghĩ sao về cái trường hợp của anh Nguyễn Quang Trường? Thưa anh bây giờ những các cái lời mà dèm pha và bị thử thì nó nhiều lắm, nó nhiều lắm, và cái câu chuyện rằng thì là với cái trình độ của Nguyễn Quang Trường etc thì tôi thấy rằng thì là từ hồi ở Việt Ích Ly thì hắn ấy đã là một trong những người mà có tài rồi thì là bị cái chống cộng ở đây mà khi mà Lê Vũ mấy cái tờ Việt Ích Ly đó có hơi hám của một cái chuyện định hòa hợp hòa giải về Việt Nam, một cái là nó bịt mũi cho chết luôn cho nên là thành ra tờ Việt Ích Ly tôi nhớ rằng thì là cái hồi đó nó ra hàng tuần mà cái chồng báo của nó đó chỉ có 32 trang mà nó dày hơn là cái tờ báo Sài Gòn nhỏ của bà Hoàng Diệp Thảo thế nhưng mà những các cái người mà đi sớm thì bị cái cộng đồng này nó bịt mũi cho chết luôn. Thì cái lúc bấy giờ thì là Nguyễn Quang Trường etc thì hắn ấy về, hắn ấy ngồi ở bờ hồ, hắn ấy vẽ tranh cho ông đi qua và đi lại. Cái cảnh này nó xảy ra với tất cả những các cái người mà làm văn hóa. Tôi còn nhớ rằng thì là ở Paris đó, bên mấy cái cầu ở sông Sen cái nọ kia đó, thì có những cái nghệ sĩ ngồi ở đó mà vẽ tranh, bán tranh vân vân, hay là nhất là cái anh Đông Duy, một trong những anh dược sĩ thì anh ấy cũng là đã có lần anh ấy ra Phúc Lộc Thọ, anh ấy đứng ở cửa Phúc Lộc Thọ, anh ấy vẽ tranh, rồi thì là anh ấy để cái nón để xem là có ai cho tiền hay không. Đây là tất cả những các cái thắc mắc, những các cái bức xúc của cả một cái giai đoạn lịch sử. Có những người có trình độ thì nói ra như tờ Việt Ích Ly, như Đông Duy, còn có những người mà không đủ trình độ nói ra thì chết âm thầm. Thành ra là cái anh Ecetera chứ còn cũng không ai mà bày đặt cho Ecetera để mà làm một cái hạt nhân nằm vùng hay là cái ông Hoàng Duy Hùng hay là gì đó. Thành ra là chúng ta hoảng hốt, chúng ta giải thích những thằng này là âm mưu, những thằng kia là âm mưu. Thành ra thưa anh, thành ra ban đấy mà tôi nhắc lại cái Vũ Công Lý mà hắn ấy cứ đi, hắn ấy dọc từ Bắc vô Nam đó thì lúc bây giờ mà tôi nói là làm cục sản khó lắm đó, thì anh ấy rất là ngạc nhiên và đấy mới là trong những các cái bức xúc của thời đại. Đây là cái vấn đề là anh có vấn lương tâm của anh không, vấn lương tâm của anh không, cho nên ban nãy tôi mới nhắc lại là chỉ là Ecetera, tôi mới nhắc lại là bố môn xã TV đó vừa rồi có một cái chương trình đối với cái ông luật sư Nguyễn Văn Đại Văn Đại với lại Ngô Kỳ đó thì tôi thấy rằng thì là tôi thấy rằng thì là cái phố Bôn Sa TV đó nó chiếm được một cái chỗ khá tốt
vững vàng, và nó tìm thấy được cái con đường, nó tìm tới được cái bức xúc của cộng đồng. Và tôi mệnh danh cái chương trình của Phố Buôn Xa TV bây giờ đó, tôi gọi nó, tôi cho nó một cái tên là giờ của sự thật, giờ của xưng tội. Giờ này tất cả các người chống cộng, từ cực đoan, từ vô kỷ cho tới ông luật sư này, ông luật sư kia, cái gì đó, đều là cái giờ này đó hốt hoảng, thấy cuộc đời không còn bao xa nữa, cái chết nó chờ mình, và đi về và coi như là sống cái cuộc đời cuối cùng của cuộc đời, không còn chính chị, chính em, chính con mẹ. Dạ vâng, bác nhắc đến Phố Buôn Xa TV thì Nguyễn Văn Đài thì có lẽ bác cũng có xem qua cái lời phát biểu phỏng vấn của trong cái cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Hữu Chánh, đúng không ạ? Thì bác nghĩ sao về những cái lời nhận định của ông Nguyễn Hữu Chánh về ông Hoàng Duy Hùng trong cái sự kiện mà nói là cách mạng trắng trá hàng, hay là quay quay đầu quy thuận Đảng Cộng sản để mà thực thi cái nghị quyết 36, chỉ thị 45? Thưa anh, mình mới nhìn thấy rằng thì là cái truyền thông hải ngoại đó là một trong những các cái mà nó kinh qua, nó thấy những cái người mà chống cộng, người này người kia chửi nhau, nó buồn cười quá, nó buồn cười quá. Rồi thì là người này nói là trá hàng, người kia nói là trá hàng, người này nói là gì, là thực ra là vô kỷ, đã được cài từ lâu rồi, vân vân. Đó là cháu mới nói, dạ cháu phân vâng. Bòn và cháu khẳng định như vậy luôn. Vâng, vâng, cho anh nghe, tại sao tôi cho là chỉ là chả có ai mà cài vô kỷ, cài cái người này người kia, bởi vì thì là như lúc đầu tôi đã nói đó, là vô kỷ là cái thằng mà nó là hầu hạ ở trong cái chướng của ông Chánh Biện Lý, Rakakus, rồi thì là nó đi dự đại hội đảng Cộng hòa mấy lần, nó đứng bên cạnh Bush bố, Bush con, vân vân. Tôi còn nhớ rằng thì là có một lần tôi phê bình vô kỷ, thì tôi nói rằng thì là cái đại hội của nước Mỹ, đại hội đảng Dân Chủ với đại hội đảng Cộng hòa, thì cái sắc dân Việt Nam nó là một cái hạt nhân, nó là một cái chân rết nhỏ trong cái chính trường Hoa Kỳ. Thành ra khi mà ông Ngô Kỳ ông ấy đi dự đại hội đảng Cộng hòa đó, thì ông ấy có cái may mắn là cái hình thù của ông ấy cổ quái, ông ấy lại mặc áo gấm hay là đội cái nón cờ vàng ba sọc đỏ đó, thì đây nó là một tên hề ở trong nó là một tên hề ở trong cái đại hội đảng, và thưa anh, nó cũng giống như là đại hội đảng mà nó có những các cái đời xưa mà Tây, cái ngày đại hội mà quốc thánh của Pháp, ngày Cát Tôn Duê đó, mà thì là nó có những cái đứa trèo cột mỡ, rồi thì là liếm cột mỡ là cái gì đó, rồi múa lân, rồi là lên mà với tức là tạo sự hiếu kỳ chú ý, gây chú ý thôi. Dạ vâng, thành ra cái vai trò của nó, thành ra nó không hề, do đó mà tôi không nghĩ như Khải Đào là người này được gài, người kia được gài. Bởi vì cháu nói là mình bây giờ thì cái xe kia nó ồn ào nó hết rồi, nhưng mà không biết là cháu có thấy nãy giờ mình nói chuyện cũng lâu, mặc dù bây giờ yên tĩnh rồi, nhưng mà thì hy vọng lần tới đó bác cháu mình sẽ thảo luận về cái đó, đúng không ạ? Thì ngày mai cháu sẽ nói chuyện với ông nghị viên Pháp Bùi, cháu sẽ đưa ra một số
ít nhất để cháu trình bày cho ông xem, để mà ông coi như lấy thấy là cái cơ sở, cái lý do gì mà cháu dám quyết đoán khẳng định là Nam Quan và Ngô Kỷ là đang tiếp tay với Nguyễn Quang Trường, với Hoàng Duy Hùng để thực hiện cái nghị quyết 36 mà nó gọi là nội ngoại phối hợp với nhau đó bác. Tức là kết hợp Hoàng Duy Hùng thì về nước, ở bên đây thì có Nam Quan, có Ngô Kỷ, thì cháu sẽ trưng ra bằng chứng. Thì lần tới hy vọng là bác cháu mình sẽ có thể tranh luận với nhau về cái vấn đề này. Bây giờ không biết là bác còn có đề tài gì khác bác muốn trình bày không ạ? Vâng thưa anh, tôi nghĩ rằng thì là ví dụ như ông Nam Quan thì ông ấy có một cái clip là ông ấy nói, ông ấy khen ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phú Trọng là chống tham nhũng tham nhiếp. Đây nó là những cố gắng, đây là những cố gắng để mà đi vào với dân tộc, đi vào gọi là dây máu ăn phần, không ạ? Dây máu ăn phần. Chứ còn thì cái câu chuyện là người cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ rằng họ không có bỏ ai, và ông Nam Quan ông ấy bắt đầu ông ấy ra ông ấy ứng cử thị trưởng địa chiếc hay là gì đó thì cũng lại là một trong những các cái mà nhà cầm quyền Việt Nam không bỏ Ngô Kỷ và cũng không bỏ Nam Quan, không đây là một trong những các cái người mà cố gắng. Tôi còn nhớ rằng thì là hôm vừa rồi mà phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Chánh cái gì đó thì, thì ông Nguyễn Hữu Chánh ông ấy nói chuyện rằng thì là Phạm Duy rồi Phạm Duy rồi thì là Nguyễn Cao Kỳ rồi thì là Thích Nhất Hạnh mà về Việt Nam từ đầu đó thì so với lại ông ấy thì ông ấy nói rằng thì là mấy người kia cái vai trò của họ là quá lớn, còn đối với lại ông đối với lại ông Nam Quan hay là đối với lại ông Hoàng Duy Hùng, ông Ngô Kỷ đó thì là nó quá nhỏ. Thế thành ra đây nó gọi là có những các cái chuyện mà cãi nhau hay là coi như là bàn tới bàn lui mà, và nó cũng là những cái bộ óc mà tâm thần, không ạ? Tôi cũng cho phép tôi nói rằng thì là Khải Đào thì lúc nào cũng vẽ ra một cái chương trình nó có lớp lang, nó có gì đó, nhưng mà theo tôi thì tức là thuyết âm mưu. Vâng, thuyết âm mưu hay là nếu vậy thưa bác nghĩ sao về cái chuyện Nam Quan mà lên mà DM Đoàn Trọng, Phát Bùi, Đỗ Phủ rồi kể cả Vũ Hoàng Lân, rồi ông luật sư Nguyễn Quốc Lân ông nói rằng là ồ cái chuyện con người ta ai có lúc nóng giận thì cũng văng tục chửi thề không sao hết, nhưng mà cháu mới up lên cái mạng xã hội là cho thấy là ngày hôm sau khi mà Nam Quan lên đã nói là có nhiều người đã phản ánh phê bình anh ta tại sao mà văng tục trên YouTube thì anh ta nói không sao hết, anh ta sẽ tiếp tục chửi nữa và anh ta lại tiếp tục văng dùng những cái ngôn từ là phân phiết rồi lung tung hết. Thì bác, đối với bác nghĩ sao về cái ý kiến của cháu và một số người khác như là nghị viên Phát Bùi khi mà cho rằng là một cái người mà ứng cử viên, một cái người mà nghị viên thì không thể nào có những cái ngôn từ như vậy ở ngoài công cộng được, thì bác nghĩ sao ạ? Vâng, thưa anh kia tức là mình mang hai cái tiêu chuẩn, mình mang hai cái thước đo nó khác nhau. Cái cộng đồng hải ngoại này thì nó thối như cứt, không chửi ra nó thì còn lấy làm gì. Và Nam Quan mới lại gì đó thì hắn ấy coi như hắn ấy bắt mạch được, hắn ấy bắt mạch được cái chính trường của Hoa Kỳ nó cũng không có nghiêm túc đẹp đẽ gì đâu. Thành ra thưa anh, theo tôi cũng giống như là tôi nhớ rằng cái ông
Chí gì đó, Charlie Nguyễn Mạnh Chí, mà bây giờ cái biểu cái ông ấy ra ông ấy tranh cử mà cái bảng của ông ấy cờ vàng mới lại màu đỏ màu vàng đó, thì tôi cho trông nó chuế quá, nó chuế quá, thành ra tự dưng mình thấy nó dị ứng thôi. Tức là tính mỹ dân, tính kiếm phiếu, đúng không ạ? Nghĩ là những cái chiêu bài đó nó vẫn còn ăn khách. Vâng. Là đi tắt đón đầu để mà kiếm phiếu thôi. Vâng, và có thể là hắn ấy ăn khách. Bởi vì rằng thì là so với hắn ấy, tôi nhớ rằng thì là trong cái cuộc họp của thành phố Westminster đó, hắn ấy nói một cái câu gì đó, hắn ấy chửi 2-3 lần. Dạ. Cái câu gì đó như... Tức là bà nghị viên Kim Đồ nói hắn trước là mày hèn quá mày ơi. Thì hắn cũng nói là mày mới hèn. Rồi hắn còn dơ ngón giữa ra đồ này kia. Rồi hắn hay dùng từ crap đó bác. Crap là phân đó. Mà hắn cứ nói là nhiều người, người ta giống như Nam Quan, người ta phản ánh, người ta nói anh không có được dùng cái chữ đó, cái từ đó trong cái buổi họp thành phố. Thì anh ta lại ba biện. Anh ta nói ý tôi là cái crap là phế thải chứ không phải là phân. Đúng rồi, nhưng mà cái từ đó rõ ràng nó là cái nghĩa là phân, mà anh ta trong lúc họp hội đồng thành phố cứ liên tục sử dụng cái từ đó. Vâng, thưa anh, thành ra tôi cho đấy mới là những người mà thức tỉnh, nhìn thấy cái chính trường Hoa Kỳ nó cũng thối như kích. Vâng, thưa anh, để mà mình ví dụ cái bà mà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, vâng, bà ấy đi về Việt Nam, bà ấy đi chỗ này chỗ kia đó, rồi thì là coi như rằng thì là bà ấy bị chửi, và cũng giống như là một vài người nói rằng thì là bà ấy ủng hộ cái chuyện độc lập của Đài Loan, thì tôi thấy rằng thì là cái mà tôi nói rằng thì là cái cộng đồng của nước Mỹ nó thối như kết đấy, mà bây giờ mang những các cái thước đo nghiêm túc để mà kết án người này người kia, đánh giá người này người kia đó, thì tôi thấy là nó sai. Cho nên ông Nam Quan hay là nhất là ông Charlie Nguyễn đó, mà ông ấy chửi như vậy nó là phải, nó mới nắm được cái yếu tính của cái văn hóa tranh cử của nước Mỹ. Cho anh còn để thêm một cái nữa, trong cái nói thêm là tôi có cảm tưởng rằng thì là bà Pelosi là bà ấy rất thù ông Donald Trump. Theo tôi cái giải thích đó, ở trên cái trình chính trị cao cấp thì bà Pelosi phải thù ông Donald Trump là vì vợ ông Donald Trump đẹp quá, và bà ấy thì bây giờ cũng là trên đường về già rồi, mặt mũi cũng xách xác rồi, thành ra đây mới là cái mà tôi cho phép, đây là cái đáy của vấn đề. Nếu vậy là giống như ông Nguyễn Văn Đài, ông cũng có nói đó bác, cái lập luận của ông nói là cái đố kỵ. Đố kỵ là thấy người khác hơn mình, đúng không ạ? Đẹp hơn mình, nổi tiếng hơn mình, hay là được nhiều người mến mộ hơn mình. Vâng. Là đâm ra ganh tức, có phải vậy không ạ? Thì bác nghĩ sao về cái suy nghĩ đó? Có phải đó là một trong những cái cá tính tiêu biểu của người Việt mình? Không, theo tôi là cái cá tính của con người, chứ nó không phải là tiêu biểu của người Việt mình. Vâng, thành ra nó mới nó nhạo báng cái chính trường Hoa Kỳ, đúng không ạ? Có ra cái gì đâu mà nói rằng thì là một trong những các cái nước mà đi tìm tự do về cái này cái kia đó. Thành ra mình mới thấy rằng thì là những cái người mà gọi là vượt biên, vượt Biển Đông, 10 chết 9 chết chỉ có một sống, mới đi tìm tự do cùng nhau đến bến Sài Gòn rồi mới thấy là cái tự do của nước Mỹ đó nó hỡi ôi, do đó nó mới có Ngô Đình Diệm, nó mới có Ngô Đình Du, nó mới có cái người này người kia, nó mới có Nguyễn Văn Thiệu, cho nên
ông Nguyễn Văn Hiệu chẳng hạn, thì cái giai đoạn chót đó là Nguyễn Văn Hiệu là ông ấy cứ nhắc lại một cái câu mà người ta cho mình là để đời đó. Yeah. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Đó. Thưa bác, nếu vậy cho phép cháu nhảy vô, nếu vậy thì cháu kêu gọi cử tri ở đây đó là đừng nghe những gì Nam Quan nói, tức là cái YouTube của Nam Quan đó đúng, nghe nhưng mà nên đối chiếu xem lại hôm qua hắn nói cái gì, năm trước hắn nói cái gì. Vâng. Bác hiểu không? Để thấy là mình so sánh, mình sẽ thấy là nó lật lọng, nó cháo chở, nó tiền hậu bất nhất, lúc nói này lúc nói khác, miễn sao cứ nói lý để được việc được phiếu là nói thôi, chứ không có một cái nguyên tắc, không có một cái gọi là đạo đức, lý tưởng, chủ trương gì hết. Dạ, cho mời bác. Vâng, thưa thì cái điều đó này thì tôi hoàn toàn là tôi không đồng ý với lại tôi không đồng ý với cái là thì cái đó là bằng chứng nó còn không, trên trên mạng xã hội hết bác. Cháu không thể đặt điều được cho nó là quý vị cứ xem lại đó là cái clip này, cái clip tuần trước, cái clip tháng trước là sẽ thấy được cái sự bất nhất. Không nói bởi vì rằng nó nhìn cái chính trường Hoa Kỳ nó buồn cười quá, nó trẻ con quá. Yeah. Cho nên đến nỗi mà bà Pelosi mới lại gì đó đi tới đi tới Đài Loan rồi thì là đi tới gì đó mà tôi nhìn một cái nhìn lấu cá, là một cái nhìn mà tôi cho rằng không giả dụ cái ví dụ điển hình nhất là Nam Quan là 40 năm nay là theo Đảng Dân Chủ đúng không ạ, 40 mấy năm là thành viên của Đảng Dân Chủ, tự nhiên cách đây 2 năm nhảy ra là đi xuống đường là ủng hộ ông Trump, trương cờ đi gọi là đi tham gia những cái cuộc meeting vận động để vận động cho ông Trump. Bởi vậy cháu mới nói những cái đó là những cái thủ thuật đi tắt đón đầu, đón gió trở cờ, gọi là cơ hội chủ nghĩa, chứ nó không có liên quan gì đến chủ trương, lập trường, lý tưởng, nguyên tắc gì hết. Bác hiểu cho nó không ạ? Tại vì nếu mà cái đáy của vấn đề là bởi vì rằng chính trường Hoa Kỳ nó buồn cười như vậy, nó trẻ con như vậy, nó ấu trí như vậy, nó tầm thường như vậy, cho nên còn bây giờ mà để xếp nó là một người đứng đắn, những cái chính trường của Hoa Kỳ là một cái người đứng đắn, thì tôi thấy rằng là mình hiểu sai nước Mỹ, và cuối cùng thì mình sẽ oán trách nước Mỹ. Nước Mỹ nó khó khéo ngô kỳ, trí phèo ngô kỳ, những chính khách của Hoa Kỳ nó là những thằng trí phèo thôi. Dạ vâng, bây giờ thì không còn tiếng ồn của xe nữa, nhưng mà cháu thấy trời nó bắt đầu nó nắng lên đó bác. Với nãy giờ mình nói chuyện cũng lâu rồi, cháu nghĩ là có nhiều người khuyên cháu không nên là có lạm dụng sức khỏe của bác. Thành ra chắc phải để cho bác về nghỉ rồi. Mình chỗ này cũng rất gần nhà bác, cũng rất là tiện đúng không ạ? Thay vì như là bác đi uống cà phê ở trên Bô Sa như hồi xưa. Thì mai mốt cháu nghĩ là cháu sẽ hẹn bác là mình cứ lại đây mình uống cà phê đúng không ạ? Bằng sáng thì mình vừa uống cà phê vừa nói chuyện, có thể làm chương trình hàng ngày hoặc là đều đặn hơn. Mà không cần phải một lần nói là quá lâu, quá dài. Dạ, bác còn gì muốn chia sẻ nữa là trước khi mình kết thúc chương trình? Vâng, thưa anh, hôm nay là tôi mang 2-3 cuốn. Thứ nhất là cái anh Lê Văn Phúc. Tôi làm tôi mất nước. Lâu lắm đó. Rồi. Vâng. Tức là tự đấm ngực đó. Vâng. Và đằng sau cái cuốn này anh Lê Văn Phúc đó thì là anh ấy có cái hình. Anh ấy chỉ chính anh ấy. Tức là ảnh ghép hình mà ảnh tự chỉ anh á. Đấy là tôi làm tôi mất nước. Và còn thì tôi vẫn cứ khen cái anh Chris Phan, cái anh Joe Đỗ Vinh. Cái anh Joe Đỗ Vinh. Tôi cho rằng thì là anh này mới là một trong những người mà có tư cách. Một trong những người tôi nhớ rằng hình như là anh ấy là một thông dịch viên. Tức là có bằng tiến sĩ luật. Và phu quân của luật sư Đina Nguyễn. Đina Nguyễn à? Đina Nguyễn. Vâng. Thành ra là tôi còn nhớ là cái hồi mà anh ấy về đây ở chỗ cái quán Gen đó thì anh ấy về đây anh ấy cũng muốn gia nhập với lại cái phố Bôn Sa, gia nhập với lại cái truyền thông hải ngoại đó. Nhưng mà tôi thấy rằng ông mục sư Minh ông ấy cũng lại là một thông dịch viên hữu thể vậy án.
rồi thì là một cái ông cái gì đó, một cái ông mà coi như là nắm đầu cái mà truyền thông hải ngoại, ông Du Miên ạ. Lớn chứ không. Và cũng tiến sĩ diễn xuất thì đó. Thì tôi khen cái anh Chu Đỗ Minh này, thì anh ấy ngửi thấy cái mùi đó, anh ấy bỏ đi. Anh ấy bỏ đi, anh ấy thấy rằng thì là tức là không có xu nịnh, không có tìm cách mà để mà có chỗ đứng, giữ chân vào trong một cái hội nhóm gì hết. Một cái loại mà cố đấm ăn xôi. Đấy là cái tư cách của Đỗ Vinh. Dạ vâng, cháu mời bác có lời chào khán thính giả để chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay ạ. Vâng, thưa anh, hôm nay là tình cờ mình lại tới cái con đường kỷ niệm này, con đường bên này, con đường mà trước đây là mình đã nói về cái trụ sở của Việt Rick Lee ở cuối đây. Dạ vâng. Và cái con đường này cũng đã kinh qua bao nhiêu cái cuộc biểu tình ở đây. Dạ. Và bên đầu đường là văn phòng của cựu thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn, dân biểu tiểu bang Trần Ánh Nguyễn. Phải không ạ? Một thời cũng có cái văn phòng ở đầu đường để tiếp dân. Vâng, thưa anh, thành ra thành ra tình cờ mình gặp nhau ở đây thì nó lại sang một cái đề tài khác. Dạ. Và cái đề tài mà cái quán này. Dạ. Cái quán này Phúc Long này đó. Dạ. Cái quán này toàn là bàn ghế của trẻ em cả. Dạ. Vâng. Và gần như là Khải Đào nói rằng cái giá nó rất rẻ. Dạ vâng, tương đối cũng phải chăng chứ không có mắc mỏ gì hết. Vâng. Dạ. Mặc dù rất là lịch sự, khang trang, rất là văn minh, và tiếp viên rất là lễ phép. Vâng. Dạ. Và những nơi kia thì không có internet, không có Gypsy thì có, nhưng mà cháu thấy Gypsy thì cái phục vụ quá tệ. Không, Gypsy thì nó xa quá. Gypsy thì tôi nói cái con đường này. Dạ đúng, hầu hết mà hồi nãy trên đường lên đây cháu có thang với bác, là cháu thấy cái đường này rất tiện, nó gần nhà bác. Nhưng mà cháu thấy hơi cái bất tiện là không có internet, thành ra nhiều khi mình làm chương trình nó bất tiện. Nhưng mà hôm nay thì trong tiệm này có internet, thành ra cháu thấy là có lẽ tương lai mình sẽ thực hiện chương trình ở đây nhiều hơn. Vâng. Dạ. Thành ra ở đây cái Phúc Long dạ. Thấy họ nói rằng thì là họ bắt đầu từ năm 1968. Dạ. Tức là năm Tết Mậu Thân. Thấy một trong những các cái mà coi như là cũng không có lâu lắm. Dạ. Cho rằng thì là đây mới là những cái người ở trong nước, người ta ra hải ngoại. Dạ đúng, tức là đây cái chủ tiệm theo cháu hiểu là có chủ nhân cái vợ của ông cái sâu chuỗi cà phê Trung Nguyên, đúng không? Nổi tiếng khắp thế giới rồi. Dạ. Mà của Việt Nam. Dạ. Thành ra nên họ mới đặt chân được tới nơi này. Dạ. Bắt đầu là họ chiếm cứ. Dạ. Một trong mấy cái khu đẹp nhất. Dạ. Đặt chân tới cái vùng này. Yeah. Theo tôi đây mới là cái diễn biến ở hải ngoại. Đây là cái câu chuyện là làm việc một cách lương thiện. Dạ đó. Yeah. Và bàn ghế của trẻ em thì coi như không đây là cái ngoài đây họ sắp xếp theo kiểu này thôi, chứ bác có vô trong rồi không ạ? Đó bên trong thì vẫn là bàn ghế đàng hoàng, ghế nệm kiểu salon bàn biết đàng hoàng, chứ không phải là chỉ là toàn là ghế thấp như vậy. Dạ. Vâng, nhưng mà ở ngoài thì mình mới thấy rằng thì là đây là cái nơi của những học trò đi học về. Dạ đó. Những anh em, những em lớp 6, lớp 7, một cái thế hệ kế thừa. Dạ đó. Ở trong những cái đó thành ra tôi thích cái này và người ta nói rằng thì là cái tiệm này nó bắt đầu từ năm 1968. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn bác Nguyễn Mạnh Cường rất nhiều. Trời bắt đầu nóng lắm rồi, thành ra chắc cháu phải để bác về để còn nghỉ. Khải cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Để Khải mang máy ra bắt chờ cháu, bắt chờ cháu. Dạ, hãy mang máy ra phải
chào các anh thấy.